Bà bé này là 15 tuổi này. Bé này 15 tuổi. Ôi giời, ngoan thật. Hai cái nhá, hai cái nhá. Hai cái. Hai cái như này nhá. Rồi mốt. Đây đúng không? Đấy, đúng rồi, đây. Thôi. Hello, đại chào. Mình sẽ giải mấy sự tuổi à. Chính nhân mình toàn tuổi chứ à. Bang chú ý cái gia đình. Chứ là thái gia yếu 3-4个儿子 à, 3-4个女 孩子 3个孩子 然后那个三个都会都被聋哑，就不能说话和听。所以呢，今天我们去啊看情况一下啊。会说话。三个都不会啊。三个都不会。那我们就、啊、走去啊找他们家啊，这是他们的孙女。准备到你的生日。蛋糕。Cắt đi cho đỡ nặng. À, lấy bánh kẹo cho cháu. À đây mọi người để ý, đây là nhà được bắt đầu xây dựng nhé, nhà tình quân dân. Đây là bánh. Bánh. Đây là bánh. Thế ai đang đi học hả cô? Thế là hỏi cô có ba người con à? Cô có ba người và một người đang đi trồng ngô. À. Ăn đi, ăn đi. Chắc là đang cảm ơn đấy. À. Đang cảm vui. Ơn. Vui. Tại vì nhìn thấy mình đi từ đằng kia ra là vui lắm rồi. À, xem một tí người ta đang làm gì đây này. À, đây là phân. Đây là phân gà đấy chứ. Phân trâu, phân bò. Phân trâu trộn lân, lân này. Để làm phân. Trộn lân để trồng ngô. Thế còn bạn kia bao giờ mới về hả cô? Hả? Còn một bạn nữa bao giờ mới về? Tôi ở mình cho bất cứ cái mắt nữa. 5 giờ anh ạ. Dạ. Nhưng bố rủ đi kìa. Nhưng bố rủ đi đường công nên là 5 giờ về. À, đây chị. Bạn kia cũng nghe không nói được. Vui. Vui lắm. Vui lắm. Hai người làm à? Đây, đây đúng không? À, đúng chưa? Đúng chưa? Hôm nay chuẩn bị để đi trồng ngô đấy. Cái này trồng ngô tốt lắm. Cái này trồng ngô tốt lắm. À, thế này. Đúng chưa? Chuẩn chưa? Very good. Cháu rất là vui. Cháu vui khi mọi người đến thăm. Cái nhà này mình được xây lâu chưa cô? Mấy năm rồi. Lâu lề lắm. Ăn hai cái Tết. À, hai cái Tết. Cũng được nhà nước quan tâm đấy. Thế là chú cũng đi trồng ngô à cô? Anh ấy. Đúng rồi, đi đường công anh. À, đi đường công. Cái này rất tốt cho trồng ngô đấy nhỉ. Hỏi thăm cô sinh năm à bao nhiêu tuổi rồi? Cô tập luật xong rồi. Cô bảo 40. 40 tuổi à? Sinh năm 86. Mình sinh năm 84. Mình sinh năm 84. Bạn này đang đi học. Bạn này mấy tuổi? Lớp 2 à?
đi học là viết viết. Trường học ở bên kia. Rất đáng cui, cu te luôn. Bạn này tên gì đấy cô? Dạ? Sợ. Thế còn bạn này? Sắp cao bạn chị. Bạn đi sang chiến là. Dạ, bạn đi sang chiến là. Chắc đây là cái nhà cũ của ngày xưa đấy. Nhà này cũng sắp đổ rồi. Nhà nuôi bò, nhà nuôi trâu đấy. Thế thì ở đây đợi cả một anh trai cả về nhé. Xem bò. Ra xem bò. Đây có phải bò nhà cô không? Mị Hoa ơi, hỏi cô đây phải bò nhà cô không? Các nhà nước cho á. Đúng rồi, bò nhà bò. Hai con. Vui nhỉ. Châu nữa à? À châu nữa. À hai con. À hai con này thôi, châu không phải. Châu không phải. À, ý là trâu con to này ấy, thì là của người ta mà họ mang về nuôi để họ để có lấy con ấy. À thế là họ nuôi kiểu người ta nuôi nên là người ta sẽ cho con. Cho con để nó đẻ thêm một đứa con cho họ. Tức là người ta cho con mẹ ở đây để làm giống. Khi nào là con mẹ đẻ được hai con thì sẽ cho một con mẹ. À. Cái gì nhưng mà vẫn rất là chăm chỉ nha. Rất là vui tươi. Còn một bạn là theo bố đi trồng ngô. Bạn kia là cũng bị như này á. Tức là bố mẹ thì không sao, nhưng mà tối đời con thì là cả ba là như thế. Rất là đẹp. Bạn này đáng yêu nha. Em ra cùng làm. Chắc chú cầm chìa đi à cô? Chú cầm chìa đi à? Rồi ba chị em cùng làm. Đây là phân bò khô ấy nhỉ? Phân bò khô trộn với lân. Hết rồi, sạch rồi. Xong rồi. Giỏi quá. Very good. Chào cô giáo kiểu gì nhỉ? Chào cô giáo kiểu gì? Chào cô giáo kiểu này đúng không? Ok, chào cô là. Vui. Chú đi trồng ngô xa không? Xa quá. Xa. Đi trồng xa đấy. Ở đây gần như là trung tâm rồi. Cái cô bảo là không mở được cái cửa tại vì chia dỉ quá, phải đợi chú về. Khóa bị dỉ quá không mở được. Không mở được phải đợi từ chú về. Từ nãy chưa là cô đã ở ngoài này rồi. Có không ở trong nhà? Đây chìa khóa ở đây mấy. Bà anh mở giúp. Đấy. Thì mở xem được không? Cô à, cô bảo cô ở ngoài đấy rồi cả chiều rồi à? Không biết làm gì chỉ biết đấy phân. Kẹt thôi. Thay ổ khác thôi cái này. Chơi rồi anh thu lại em.
đây dẫn đi đường đằng sau. Nhưng mà vẫn vào được đấy. Vẫn vào xem nhà. Đẹp quá. Đẹp. Ui đây. Đây là ngô. Ngô, ngô, ngô. Ngô. Ngô hết đấy. Thấp. Và đây là ngô để cho bò. Ra súc cho nó. À, có cửa sau này. Để xong. À, rừng cấm à? Rừng cấm. À. Chắc là chân châu là đi bên này à, làm như này. Các bạn này đi chân châu à? À, bạn này đi chân châu đấy, diễn tả là con châu đi vòng vòng trên núi như này. Ừ? Đi xe máy phải đi vòng. À, chắc là chú đi xe máy đi gì? Chú đi bộ à? À, đi xe đạp, có đi xe đạp đây nữa. Đây mọi người đi. Đây có đàn bò đi qua đây này. Đây là cục kia là của người đồng bào Thu Lao đấy. Giờ mới để ý là con bò nó con sừng như này nhỉ. Con sừng nó hướng về đằng trước. Chủ yếu là nuôi bò nhỉ, tôi thấy trên này không có nhiều nước ấy. Không có nước nhiều nên là châu cần nước để tắm. À, em bảo là nhà em có hai con thôi. Nhiều bò. Sinh của con châu này nó là thôn này có cả người Mông và người Thu Lao đúng không? Cái nhà bác, nhà cô ở đâu? Nhà to nhất đúng không? Nhà bé. Nhà to kia đúng không? Không phải, nhà cô là nhà Nhan Thuê. Nhà Nhan Thuê à? Vâng ạ. Sao nhà Thuê? Dạ, vâng ạ. Cái túi gì đấy? Để mình để gì đấy? Để nấp đi chân bò. Để nấp đi chân bò. Vâng ạ, bị cả. Cô là người Thu Lao. Cái con biết nói tiếng Mông không? Có. Có á. Giỏi giỏi quá giỏi. Ôi bò đi đâu rồi? Bằng lâu. Bằng lâu. Bằng lâu. Vâng. Nghe nhiều bạn ngồi xe đạp quá và diễn tả như này. Ờ, hai cái nhá, hai cái nhá. Ừ, hai cái. Hai cái như này nhá. Rồi mua. Thế thì chú mua một cái cho em, một cái cho chị nhá. Đây các bạn trẻ đang đi xe đạp này. Thấy các bạn đang đi xe đạp cho nên là cái giả đạp như này thì khả năng là muốn xe đạp. Nghe được không nhỉ? Nghe được không? Không được à? Nghe được. Nghe được à? À, nghe được, nghe được. Không nghe được đâu. Không nghe được. Nhưng mà bạn này rất là thông minh, rất là hiểu nhanh, hiểu ý rất là nhanh luôn.
Lần sau cháu đợi về chơi nhé. Đi chợ. Đợi mua xe đạp. Đây, xe đạp. Bảo cháu mua xe đạp cho. Lần sau cháu lên cháu mua xe đạp như này cho nhé. Cháu có, cháu có nhiều lắm. Đừng không sợ đâu, cháu có nhiều. Đây nhá. Ok. Ba cái. Móc tay. Ba cái à? Ba cái đúng không? Ok, móc tay đi. Móc tay đi, móc không? Đây đúng không? Đấy, đúng rồi, đây. Thôi, cháu về đi nha cô. Dạ vâng, chúc sức khỏe gia đình nhà mình nhá. Rồi, lần sau cháu lại lên chơi ạ. Rồi, bye bye nha. Thầm mình hãy lái sung ở mình hồi chị ạ. Cảm ơn mình chào chúng là biên của lái chợ biên. Bye bye. Lần sau lại đến. Bye bye đi. Xa dư chạy dư chiến ạ. Xa dư là sư chưa để nhắm mắt. Ok. Xa dư cho mày. Bye bye. Cho mày chưa để thầm mình ạ. Bye bye.